đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh, tỉnh Bình Định nêu đề xuất giờ làm việc bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng, kết thúc lúc 5 giờ chiều, thời gian nghỉ trưa kéo dài 1 giờ. Nếu mà áp dụng đồng loạt thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào địa đặc điểm, cái tình hình khí hậu, rồi thì mùa, tính mùa của từng địa phương một để áp dụng. Cũng đã có cái đề xuất về việc là thay đổi giờ, nhưng tôi thấy cái việc áp dụng đấy thì cũng chưa được hiệu quả. Việc đổi giờ làm sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người. Người dân đón nhận thông tin này như thế nào? Liệu đây có phải là sự thay đổi phù hợp? Giải pháp nào để giải quyết bài toán giao thông mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân? Thưa quý vị, để có thể tương tác trực tiếp với chương trình cũng như là phản ánh những bất cập trong đời sống thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình là 024-3938-6238 hoặc là gửi tới hòm thư điện tử shomnayvov@gmail.com. Xin được quay trở lại với nội dung của S Tuyên Điểm ngày hôm nay liên quan tới đề xuất thay đổi giờ làm. Ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội để cùng trao đổi. Chào biên tập viên Phương Anh và quý vị khán giả của kênh truyền hình VOV. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa khách mời, thưa quý vị và các bạn, theo đề xuất thì khung giờ làm việc mới bắt đầu từ 8 giờ 30, nghỉ trưa 1 tiếng và sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ, áp dụng với khối hành chính dịch vụ công và khối giáo dục công lập ở các đô thị. Và việc thay đổi này thì được cho là sẽ có lợi cho sức khỏe của người lao động, tăng hiệu quả công việc và đặc biệt là có thể giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Sáng nào cũng vậy, 6 giờ sáng chị Hiền lại dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu con trai đến trường. Sau đó, chị đánh thức hai con dậy để đi học. Như vậy, trung bình gia đình chị mất khoảng 45 phút buổi sáng chuẩn bị cho mọi sinh hoạt để kịp đưa con đến trường và anh chị kịp đến cơ quan. Thời gian đầu thì quả thật là cũng hơi bất cập bởi vì các con phải dậy quá là sớm. Nhưng mà đến bây giờ thì đã quen rất là nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng là cái việc đổi giờ làm thì nó cũng không có gì quá là quan trọng cả. Bởi vì là đi làm giờ nào thì cũng tắc đường giờ đấy. Và hai nữa rằng là thực ra nó chỉ là kéo dài cái khoảng thời gian để cho trẻ con ngủ thêm một chút xíu thôi. Với đề xuất điều chỉnh khung giờ làm việc từ 8 giờ 30, đa số các cán bộ công chức nhà nước đều cho rằng đây là khoảng thời gian phù hợp để bắt đầu công việc. Tuy nhiên, việc thay đổi này chắc chắn cũng sẽ có những tác động tới thói quen sinh hoạt hàng ngày. Với những người làm công việc hành chính như anh Bùi Trí Tuệ, điều làm anh băn khoăn nhất là liệu rằng việc thay đổi khung giờ làm việc có thực sự hiệu quả như kỳ vọng hay không. Nếu mà có cái đề xuất mà thay đổi giờ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp hành chính công ấy, thì theo tôi thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái công việc tôi băn khoăn và quan tâm nhất. Là tôi nhớ là năm 2012 cũng đã có cái đề xuất về việc là thay đổi giờ làm việc. Nhưng tôi thấy cái việc áp dụng đấy thì cũng chưa được hiệu quả. Thay đổi giờ như thế thì chúng tôi lại phải sắp xếp lại công việc. Cái việc mà điều chỉnh giờ làm thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái xáo trộn đến cái sinh hoạt của gia đình. Vì trước đây là chúng tôi vẫn cứ đi ra khỏi nhà đưa con đi học và đi làm là từ 7 giờ. Và bây giờ mà có thay đổi đến 8 giờ 30 làm việc thì chúng tôi vẫn phải đi như thế và cái thời gian kéo dài. Vâng, thưa Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, trước tiên được đánh giá như thế nào về đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh, đó là chúng ta sẽ thay đổi giờ làm việc từ 7 giờ đến 7 giờ 30, chuyển sang là từ 8 giờ và thay đó vào việc nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi, đến 2 tiếng thì chúng ta chỉ nghỉ trưa có 1 tiếng thôi như là đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh ạ? Thực tế hiện nay chúng ta đang phải quan tâm đến hai cái yếu tố, rất phải quan tâm đến hai yếu tố. Một là cái ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nó diễn ra ngày càng trầm trọng và dường như chúng ta chưa có một cái giải pháp để giải quyết được căn cơ cái hiện tượng này. Cái thứ hai là có một cái thực tế mà tôi cho là đại biểu Cảnh cũng quan tâm để làm căn cứ cho cái đề xuất của mình. Đó là cái năng suất lao động thực tế của người lao động Việt Nam rất là thấp. Thì có thể là có một cái mong muốn thay đổi phương thức giờ, thay đổi giờ làm việc để tìm ra một cái khung giờ có thể gọi là khung giờ vàng cho cái sức khỏe
và cái khả năng làm việc của người lao động. Và tôi cho là đấy là cũng làm cái trăn trở và một cái đề xuất tâm huyết của đại biểu Cảnh. Tuy nhiên, thay đổi giờ làm việc không phải là một việc dễ dàng và đơn giản. Trước tiên là về mục tiêu của nó. Chúng ta thấy là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trước cái thực trạng về tắc đường thì hai thành phố cũng đã đề xuất lùi, thay đổi lệch giờ làm việc của các cái cơ quan trung ương và địa phương. Nhưng mà dường như là cái tác dụng cũng không nhiều. Vẫn cái khung giờ cao điểm vẫn là từ 7 giờ cho khoảng 8 giờ, 8 rưỡi. Vẫn cứ cơ bản là sẽ có ụt. Cải thiện nhiều lắm thì cơ bản sẽ có ụt ở Hà Nội. Thế và nếu có một sự kiện nào đấy, ví dụ như là có một cái hội nghị, em có gì đấy có nhiều xe đi lại thêm, hoặc ví dụ ngày trời mưa chẳng hạn, chúng ta thấy lại ùn tắc như thường. Thế thứ hai là thì đấy liệu có phải là đã thay đổi, có giải quyết được việc đấy không? Thứ hai là nếu mà để thay đổi cái thói quen của hàng triệu người lao động thì phải có một cái nghiên cứu và đánh giá rất là kỹ lưỡng, là xem cái nếu mà quyết định đấy được áp dụng thì sẽ tác động tới bao nhiêu người, và liệu là cái khung giờ thay đổi đấy có thực sự là mang lại hiệu quả cho sức khỏe của người lao động và qua đó có thể tăng được năng suất lao động hay không. Nên tôi cho là việc chúng ta tìm giải pháp để giảm ùn tắc đô thị và nâng cao năng suất lao động là một việc cần thiết. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề cụ thể là thay đổi giờ thì chúng ta phải có những cái nghiên cứu rất là tìm hiểu, đánh giá rất là kỹ lưỡng trước khi chúng ta có một cái quyết định. Và đây thì là cái sáng kiến, cái ý kiến đề xuất của cá nhân đại biểu của Nguyễn Văn Cảnh thôi. Đây là quyền của đại biểu. Thế còn để nó có thực hiện được hay không thì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ phải có những cái xem xét rất là kỹ lưỡng. Dạ vâng ạ. Vậy thì nếu như nhìn nhận trên tất cả những đô thị lớn tại các vùng miền dựa trên cái thói quen sinh hoạt của người dân cũng như là khí hậu vùng miền, thì theo ông liệu rằng là đề xuất này có phù hợp hay không ạ? Chúng ta phải thấy như trong một cái thực tế này, tức là đất nước chúng ta trải rất là dài. Thế thì cái giờ làm việc, cái giờ mặt trời lên ấy, ở các cái tỉnh thành phía Bắc nó sẽ khác so với khu vực miền Nam. Thế và đặc biệt cái này thì rất là rõ ở mùa đông. Mùa đông có khi là 6 rưỡi 7 giờ ở các cái tỉnh thành phía Bắc, Hà Nội, thậm chí các tỉnh miền núi thì có khi còn chưa sáng hẳn, có những ngày còn chưa sáng hẳn. Nhưng trong khi đó ở các tỉnh miền Nam thì có khi 6 giờ là nắng chói chang rồi. Thế thì nó có thể cái đề xuất này nó phù hợp với một số địa phương chứ chưa hẳn nó phù hợp với tất cả các địa phương trong cả nước. Thứ hai là có thể nó phù hợp với cái nhóm đối tượng này mà chưa hẳn nó phù hợp với nhóm đối tượng khác. Và quan trọng nữa là cái thứ ba là cái đặc thù của giao thông của Việt Nam ấy, là chúng ta sử dụng phương tiện cá nhân rất là nhiều. Và cái giờ đi làm của người lớn thì lại gắn với cái giờ đi học của trẻ em. Thế cho nên là nếu mà tách rời hai cái nhóm đối tượng này ra thì sẽ không giải quyết được cái vấn đề là giờ giấc liên quan đến giao thông. Thế còn có một cái thực tế như thế này, tức là phần chúng ta thấy là ở các cái nước mà áp dụng cái giờ làm việc muộn 8 rưỡi 9 giờ ấy, thì phần lớn là các nước ôn đới. Cái giờ mặt trời lên, giờ ánh sáng là muộn hơn chúng ta. Dạ vâng ạ. Cũng liên quan tới vấn đề là những đối tượng điều chỉnh của cái đề xuất này, thì có ý kiến cho rằng là chỉ tính riêng là giờ làm việc thì chúng ta đã có giờ làm việc của cơ quan trung ương, địa phương, cơ quan hành chính hay là cơ quan nhà nước và giờ làm việc của các công trường chẳng hạn. Vậy thì nên có thể nói rằng là nếu như chỉ đề xuất là giờ làm việc chung chung thì là một cái khái niệm rất là nó chưa cụ thể đúng không ạ? Vậy thì liệu rằng là chúng ta có cần phải có một cái đề án nghiên cứu tổng thể tác động qua lại cũng như là mối quan hệ đối với từng đối tượng điều chỉnh hay không ạ? Chính là như vậy. Chúng ta cũng đã có trao đổi ở phần đầu câu chuyện. Cái việc thay đổi giờ này nó liên quan đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người lao động trên cả nước. Thế thì để có một cái quyết định có thay đổi hay không thì chắc chắn cơ quan chức năng sẽ phải có những cái tìm hiểu, những cái đánh giá rất là kỹ lưỡng. Và chắc chắn là sẽ phải, nếu mà có thì sẽ phải có một cái đề án rất là cụ thể để trên cơ sở đó thì có thể là chính phủ có những cái quyết định phù hợp. Tuy nhiên đây là một việc không dễ dàng, không đơn giản là chúng ta, như chúng ta nói là thay đổi giờ làm việc.
Bởi vì chúng ta có rất nhiều cái nhóm lao động thuộc các cái ngành, các cái lĩnh vực kinh tế khác nhau mà cái yêu cầu giờ nó rất là khác nhau. Ví dụ như là công nhân ở các cái nhà máy thì có thể là làm theo ca kíp, đến giờ thay ca là sẽ làm, có thể nó lệch ra so với cái giờ làm việc hành chính. Thế rồi đội ngũ trong cái đề xuất của đại biểu Cảnh thì đề xuất nhằm vào ba nhóm là nhóm hành chính, nhóm sự nghiệp công và trường học công lập. Thế thì ngay cái đề xuất này tôi cho là cũng cần phải trao đổi một tí. Bởi vì ví dụ như dịch vụ công chẳng hạn, hoặc là hành chính chẳng hạn, thì theo tôi là nếu mà giữ nguyên hoặc nếu thay đổi, thậm chí phải thay đổi có thể sớm hơn cả. Vì những cái nhóm đấy thì lại cần phải đi làm sớm để phục vụ những cái nhóm đối tượng khác. Đã là dịch vụ công mà lại đi sau những cái người mà cần sử dụng dịch vụ thì không được rồi. Thế còn cái trường học chẳng hạn, nếu mà dĩ nhiên là chúng ta quyết định thì chúng ta chỉ có thể áp dụng với các cái trường công lập là chủ yếu, các trường dân lập chúng ta cũng có thể áp dụng. Thế còn dĩ nhiên là chúng ta sẽ chỉ khuyến cáo đối với các trường, ví dụ các trường có yếu tố nước ngoài thôi. Tuy nhiên trường học của chúng ta nó có một cái đặc điểm như chúng tôi đã trao đổi, đấy là chúng ta sử dụng phương tiện giao thông cá nhân là chủ yếu. Cái việc đi lại của người lớn thì lại gắn với cái giờ học của trẻ con. Thế cho nên là nếu mà cùng một cái giờ là ví dụ như là 8 rưỡi các cháu học chẳng hạn thì lại quá muộn. Nếu mà cái giờ đấy học thì có thể là không đủ cái thời gian trong ngày để bố trí các tiết học cần thiết cho các cháu thực hiện hết cái chương trình mà các cháu phải hoàn thành. Thế rồi là nếu mà liệu thay đổi giờ như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái giờ nghỉ trưa của các cháu không? Có đảm bảo sức khỏe để các cháu có thể có cái buổi học chiều được hay không? Thế và ví dụ như nếu mà cùng là 8 rưỡi chẳng hạn, bố mẹ cũng làm 8 rưỡi, con cũng học 8 rưỡi thì nó sẽ tạo thành một cái xung đột về mặt nhu cầu. Nên tôi cho là đây là nếu mà là một cái đề xuất xuất phát từ cái tâm huyết của đại biểu Cảnh với cái thực trạng mà chúng ta phải giải quyết, đó là vấn nạn giao thông đô thị và cái năng suất lao động của chúng ta. Tuy nhiên có thay đổi hay không, thay đổi thế nào thì tôi cho là phải có những nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và trên cơ sở đó thì mới có thể có những cái đề xuất tiếp theo được. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh cũng cho rằng là khi mà thay đổi giờ làm thì sẽ mang lại lợi ích giao thông và giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm được thời gian và chi phí, hiệu quả của phương tiện giao thông công cộng cũng tăng lên đáng kể do số lượng xe buýt hoạt động sẽ tăng lên gấp 1,5 cho đến 2 lần khi mà so sánh khoảng thời gian có thể phục vụ cho người dân từ 6 giờ đến 8 giờ 30 sáng so với khoảng thời gian từ 6 đến 7 giờ hoặc là 7 giờ 30 như hiện nay. Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải trường giao thông vận tải, là người đã từng có đề xuất về việc thay đổi giờ học, giờ làm. Với đề xuất lần này, tiến sĩ Bình cho rằng cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt tác động xã hội khi đứng trước sự thay đổi lớn. Tôi nghĩ là nếu mà áp dụng đồng loạt thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào đặc điểm cái tình hình khí hậu rồi thì tính mùa của từng địa phương một để áp dụng, cũng như là đặc thù của từng cơ quan để áp dụng chứ để xem xét cân nhắc là có muộn hay không. Hiện tại, giờ cao điểm bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng và buổi chiều bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ. Giờ cao điểm tập trung khoảng 14% lưu lượng các phương tiện giao thông trong một ngày. Việc thay đổi giờ học, giờ làm liệu có giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông hay không? Đổi giờ học, giờ làm ấy, nó cũng chỉ là một biện pháp để góp phần vào giảm nhẹ cái ùn tắc giao thông bằng cách là chúng ta san bớt cái cao điểm sang một giờ khác thôi, chứ nó cũng không phải là một biện pháp chính để mà giảm ùn tắc giao thông. Cho chúng ta cũng cân nhắc để xem xét áp dụng, như nhiều nước trên thế giới thì người ta cũng áp dụng đổi giờ học, giờ làm, nhưng nó cũng là một biện pháp, không phải là biện pháp chính. Nếu mà đổi từ 7 giờ 30 xuống 8 giờ 30 thì để cái lượng người ra đường ấy, nó không ra một nốt mà nó cũng không về một nốt, nó sẽ đỡ kẹt xe. Thì nó đấy là nó tính cho là cả xã hội chứ không phải là tính cho một cái đơn vị nào cả. Không phải đổi tất, nếu đổi tất thì nó cũng như nhau thôi, cũng như là để từ lúc 7 giờ 30 tất cả cùng ra đường thì nó cũng không phù hợp. Việc điều chỉnh giờ học, giờ làm để tránh ùn tắc không phải là vấn đề mới, trước đây từng làm nhưng chưa thành công. Các đô thị đông dân trên cả nước đang đối mặt với vấn đề ùn tắc nghiêm trọng. Việc phân bổ thời gian, tối ưu hóa lượng xe lưu thông trên đường phù hợp sẽ giúp giảm áp lực giao thông vào những giờ cao điểm. Tuy nhiên, thực hiện như thế nào thì cần nghiên cứu tổng thể các đối tượng, các yếu tố để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
Vâng ạ, như ông vừa chia sẻ thì trước đây chúng ta cũng đã từng có việc là thay đổi giờ học giờ làm giữa cái khối cơ quan trung ương và địa phương. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là cái việc ùn tắc thì vẫn cứ diễn ra đúng không ạ? Vậy thì liệu rằng là nếu như lần này chúng ta thực hiện theo đề xuất của đại biểu Cảnh thì vấn đề này có thực sự được giải quyết hay không thưa ông? Tôi cho là cái giờ làm ấy, cái giờ đi làm, giờ đi học của các đối tượng tham gia giao thông ấy, nó chỉ là một trong những yếu tố mà góp phần vào cái ùn tắc giao thông thôi. Ùn tắc giao thông nó có nhiều cái nguyên nhân, mà có những nguyên nhân căn cốt hơn nhiều. Ví dụ chúng ta qua nghiên cứu của cái thống kê của chúng ta thì cái tỷ lệ mà đất để làm đường giao thông của các đô thị của chúng ta nói chung là rất thấp. Bình thường thì các đô thị lớn trên thế giới, nhiều cái đô thị phát triển, người ta dùng đến 20-25% diện tích, nhưng mà chúng ta chỉ có khoảng 10-12%, thậm chí cá biệt có những khu là dưới 10%, tức là đường chúng ta chỉ bằng 1/3 đường của các cái đô thị hiện đại khác thôi, thì rõ ràng chúng ta rất là thiếu được. Thứ hai là cái thói quen của chúng ta, của người dân Việt Nam hiện nay, đó là sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Mà cái phương tiện giao thông cá nhân thì nó làm cái số lượng rất là lớn, và đó cũng là một cái nguyên nhân mà góp phần vào cái ùn tắc giao thông. Cái thứ ba nữa chúng ta cũng nhắc nhiều trong thời gian vừa qua là chính cái phương tiện nhiều như vậy, nhưng mà cái ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân thì chưa thật tốt, nó cũng góp phần vào cái ùn tắc giao thông. Thế còn cái giờ đấy là một cái giải pháp thôi. Dĩ nhiên là tất cả những người tham gia giao thông ra đường cùng một thời điểm thì nó sẽ làm tăng mật độ giao thông, tăng mật độ phương tiện vào cùng một thời điểm, và cái khả năng ùn tắc giao thông nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên như chúng ta vừa trao đổi như vậy thì đây chỉ là một nguyên nhân mà không phải là nguyên nhân cơ bản. Cho nên tôi cho là cần phải giải quyết những cái nguyên nhân cơ bản mà chúng ta vừa trao đổi. Ví dụ như là ở những cái chỗ nào mà chúng ta cải tạo được thì chúng ta sẽ phải tăng cái diện tích đường xá lên. Rồi chúng ta làm sao tuyên truyền có những cái giải pháp phù hợp để hạn chế dần cái phương tiện giao thông cá nhân. Rồi chúng ta để cho người dân của chúng ta có cái ý thức giao thông tốt hơn. Và chúng ta cũng nghĩ đến cái giải pháp là lệch giờ của các đối tượng tham gia sản xuất ở các cái lĩnh vực kinh tế khác nhau, các nhóm đối tượng khác nhau có những cái giờ ra đường tham gia giao thông vào những khung giờ khác nhau, thì nó cũng có thể làm giảm được cái ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn hiện nay. Dạ vâng, như vậy có thể thấy rằng là việc đổi giờ học giờ làm thì cũng là một trong những biện pháp để có thể giảm ùn tắc giao thông đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải xem xét đến rất nhiều những cái vấn đề khác như là cơ sở hạ tầng hay là ý thức của người dân khi mà lưu thông chẳng hạn. Và nếu như trong thời gian tới có thực sự đổi giờ học giờ làm thì nhà nước cũng sẽ phải xem xét rất là kỹ những để có thể là phù hợp với từng đối tượng một và đặc biệt là từng địa phương đúng không ạ? Đúng thế, và cái chính là khi trước một cái quyết định về mặt hành chính thì chúng ta phải xem là mục tiêu để làm gì. Thế và để làm việc đó được thì cần những cái điều kiện gì và kết quả của nó ra sao. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung S tiêu điểm ngày 13 tháng 11. Nhiều con phố ở Hà Nội oằn mình cõng các dự án. Cao ốc, chung cư len lỏi cả vào ngõ ngách. Người dân phải chịu hậu quả gì khi dự án được điều chỉnh? Ai là người hưởng lợi khi điều chỉnh quy hoạch các dự án? Cứ quảng cáo thật hay, xong rồi bán hàng, bán hết cái đợt đi đã, bán hết xong bắt đầu mới xin điều chỉnh quy hoạch. Cái đấy nhóm hiện nay là nó rất là nguy hiểm, mà hầu như là phá nát cả Hà Nội rồi. Chúng ta nhìn thấy bất hợp lý như thế, nhưng người ta vẫn xin được, bởi vì là thật ra trong quy hoạch của chúng ta cũng chưa khắt khe. Ngược lại thì nhà quản lý phải có trách nhiệm giám sát cái câu chuyện đó. Làm thế nào để người dân được hưởng lợi chính đáng từ tiện ích công cộng? Ai sẽ giám sát các hoạt động xây dựng, điều chỉnh dự án? Trách nhiệm của các đơn vị quản lý, cơ quan chức năng ở đây là gì? Đón xem S tiêu điểm phát sóng 17h55 ngày 13 tháng 11.